Kinh hoàng xe hổ vô gây tai nạn liên hoàn, ba người thương vong. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 17 giờ 20 chiều nay 19 tháng 3 trên quốc lộ 1A. Tại ngã tư Văn Bảng địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thời gian trên, hai nữ sinh có độ tuổi khoảng 14 đến 16 đang chở nhau bằng xe máy BS 29166VI và một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A đến giao lộ trên thì sang đường trong lúc đang dừng chờ giữa đường, thì bất ngờ xe ben hạng nặng hổ vô BS 37C249.60 lưu thông từ hướng Nam Bắc Lao tới Tông, vào chiếc xe 5 chỗ BS 19A105.38 chạy cùng chiều phía trước. Đang sang đường, hất văng chiếc xe này va và vào hai xe máy, đang dừng chờ sang đường. Vụ tai nạn, đã làm cháu Nguyễn Thị Hoa con ông Nguyễn Đình Thể. Và bà Văn Thị Châu, chú xóm 13, xã Quỳnh Tân tử vong, tại chỗ, nữ sinh còn lại bị thương nặng. Được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu, riêng người phụ nữ may mắn bị thương nhẹ hơn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt xử lý vụ việc và làm rõ chủ xe là Đậu Văn Thái chú TS. Hoàng Mai, ba nạn nhân đều chú xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Clip camera ghi lại vụ tai nạn những hình ảnh có thể gây sốc đề nghị cân nhắc trước khi xem xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại